quay trở về nhà, đó là mình được ăn một bữa cơm thoải mái, rồi là mình vô lo vô nghĩ, mình không phải nghĩ gì hết, được thoải mái rồi ăn cơm cùng bố mẹ, đêm ngủ mình ngủ ngon, đó là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Xin được kính chào quý vị và các bạn, là tôi đang có mặt tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, quê hương của Phạm Xuân Mạnh. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến thăm ngôi nhà của Phạm Xuân Mạnh, một cầu thủ mà mỗi khi nhắc đến gia đình đều không cầm được nước mắt. Cái ngôi nhà mới thì đó chính là cái miếng đất của bà ngoại để lại cho cầu, thì kế đại thì có bán lại cho một cái người ở trên xóm khác. Thì lúc đấy thì mẹ điện cho em, mẹ bảo là hay là mua lại cái miếng của cầu bạn đi thì mình xuống đó mình ở. Mẹ có hỏi ý kiến em thì em nói là mẹ mua đi, đi mẹ mua này, mẹ mua đây, mẹ mua cho em để sau này lấy vợ về đây ở. Thì em mới nói mẹ là con muốn chuyển, bố mẹ chuyển xuống đây ở chứ không phải là mua cho con, tại vì con này nó bỏng thì không biết sau này đi ở đâu. Bây giờ này thì đông người mà kiểu tấp nập hết, và cái miếng đất thì chính của bà ngoại để lại, nên là em muốn là cái miếng đất đấy, thì vì đất của ba mình cũng muốn kiểu người ngoài vào đấy mà xây lên, thì chính cái miếng nhà mới đấy là cái miếng đất của bà ngoại. Chú Hải à? Dạ vâng, chào chị. Xin được chào chị và lời đầu tiên là xin được chúc gia đình luôn luôn mạnh khỏe, và chúc cho Phạm Xuân Mạnh là ngày một thi đấu tốt hơn và sớm trở lại đội tuyển quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, là đây là chị Hà, là mẹ của Phạm Xuân Mạnh, và chúng ta đang đứng ở trong một cái không gian mới mà gia đình mới xây. Không gian của nhà mình mới xây thì nói thật có các chú chứ trước cái gia đình là nhà đứng nhỏ, chứ mà giờ xuống để đi xây được cái căn nhà nồng rộng rãi mát mẻ. Căn nhà thì tiêu mới xây năm 2015 đây thôi. Từ khi xây cái nhà mới đại thiên, em cảm thấy đi bố mẹ khỏe hơn, không phải nghĩ là có một cái căn nhà mình ở mà phải bị dột nữa. Em khi về đấy thì em cảm giác như ngày xưa là có bà ngoại ở đây rồi, nhưng mình ở càng thêm vui. Căn nhà hồi xưa thì đúng là thấp, là vì hồi tới là làm cũng chưa được cho hơn kiến cậu, mà hơn là cái đoàn trước làm cũng không có xí thẹp như bây giờ. Vì hoàn cảnh thì lầm nồng thôi, thì nói cho ở đấy thì cũng thuộc cái diện là bản sơn địa, cho nên là cũng thuộc về là lầm nồng cả, cho nên cũng thu nhập thấp. Gia đình cũng rất khó khăn, thì căn nhà hồi trước cũng vất vả, bị dột nạt hết đấy. Ngày xưa lúc em còn nhỏ thì được sinh ra và lần lên được căn nhà là ở phía đằng sau ở ngôi nhà hiện tại. Ở trong ngôi nhà đấy thì có những cái có bóng bằng bưởi, thì mình hay hái những bưởi và mình phơi khô đi, sau đấy mình lấy những quả bưởi đấy mình làm mình đá cùng với các bạn bè cũng trong xóm, thì đá được sân hoặc là đá mình đưa ra những đồng ruộng mà mình đá. Ở ngoài ruộng thì sân nó mềm, ngoài đó nó mềm hơn, nhưng mà lại có những cái chân của lúa mà vừa mới cắt, nên là cũng đá cũng rất khó khăn. Thì ở trong sân thì lại đá bằng chân đất nữa, nên là cũng rất đau chân. Em thì hay đá vào tường, thì nhiều lúc đá mạnh quá thì bố mẹ cứ sợ là bị thủng. Và những lần em được cháu đưa bóng của xóm về thì em hãy đá vào tường đấy, và nhiều lần đã bị bố mẹ nạt. Cưới nhau là năm 89, là bắt đầu chín mới là bắt đầu làm cái nhà đó được 7-8 năm chứ. Sau là hình dầu ngoại thấy là nó bị thủi. Đêm nằm ngủ là mưa nhỏ thì chở cho con, mưa lợn là bộ mẹ là với con cái là cứ thả giường trời sệt trời này qua trời kia. Những đêm mà mình đi ngủ mà trời mưa mà bị giọt xuống giường thì mình ngủ không ngon, và ta phải tỉnh giấc ở giữa đêm. Và làm thế nào để hai anh chị có thể nuôi ba cháu gọi là khôn lớn như thế ạ?
Thì thực tế nhá, động lực của bố mẹ thì nói chung là chỉ ba đứa con. Vâng. Hai chị con gái đau rồi mảnh thứ ba là con trai, nhưng mà mấy ông bà tổ tiên để phù hộ cho được ba đứa con nhưng mà hân hoan. Đó là một cái động lực của bố mẹ. Lâm đồng là không biết mệt là ở cái chỗ đó. Nói chung là cái thân mảnh là hân, cái thằng hân rất ngoan, luôn luôn đi học về khí mà ông cứ nghĩ là thương bố mẹ. À, học về là thả cặp ở đó là trốn vào là đứng nhỏ là lớp năm là nu cơm, lớp bốn lớp năm là đi về là nu cơm cho bố mẹ, đi đông về là ăn đó. Thì sáng là chiều thì đi trấu, đi chiều về chiều chiều chập chập tội như thế này thì đi đá bóng, đi đá cái bông đâm nợ. Thôi đôi lúc thì trộm bưởi mẹ là đi đá. À, là lúc đứng nhỏ là như thế. Đụng là cái động lực là con ngoan, đó là điều là quan trọng nhất. Ngày xưa vì sao anh chị lại ủng hộ cho Mạnh đi đá bóng chứ lại không phải là đi một ngành nghề khác ạ? Hắn đam mê từ lúc đứng nhỏ. Đam mê từ lúc đứng nhỏ cho nên là bộ mẹ là đụng là khí là thật, không có thật mà. Đi vé mượn nuôi con để bước vào bóng đá thật. Bước đầu là như thế là cho nên là nói vì con là con cứ cố gắng ấy. Thì dù cô đi chăng nữa bộ mẹ cũng cứ vé mượn để nuôi con trưởng thành. Đầu tiên đi vào sông Lam mà tuyển ở đấy. Thường thường là họ vào trước 2 ngày để in tên rồi là lên danh sách. Mình thì vào phải ghi giấy, ghi bút bí. Thì vào ở khách sạn thì mấy ngày tuyển xong thì hai mẹ con hết tiền cạn kiệt. Khi đấy con cũng mấy chục ngàn thôi. Thì vào ở khách sạn Quảng Trung ở gần chỗ đồi đấy thì ở sống thì hai mẹ con không biết có nghĩ là có đủ tiền trả khách sạn được không. Đó là cái kỷ niệm mà lần vào đi tuyển ở Vĩnh. Đúng là vạn sự khởi đầu nan đó. Có cái chỗ vừa giỏi nếu mới điền về nói là anh với chị là đứa cháu vô 1 giờ chiều là có mặt ở trong là bóng đá sông Lam để mà cho Mạnh thi đấu. Thì bữa nữa là chủ nhật thì bị tội là Mạnh mới nói là mẹ con nên mãi là các anh giao đi trấu là ở cả ngày. Mẹ nắm cơm cho con rồi con ở trong luôn rồi con không quay rồi mất. Rồi là bộ mẹ là vây trước 11 rưỡi là nghe tin Mạnh được đi thi bóng đá. Bảo con chị thứ hai con quay xe đánh xe vào trong rừng là bảo em gửi trấu ấy. Thì mà cho cả các anh vô ăn cơm mới chiều anh vô hình đòi trấu về chứ. Thì rồi là lái Mạnh về đến nơi nhà thì 12 giờ rồi. Về chứ rồi là mẹ con là 8 rưỡi là đi. Chứ không nó có mà trong nhà là được cô bữa nữa được cô 70.000 bạc nữa. Tới đi mượn thấy 100 bá nữa là được 200 nghìn. Thì rửa là mới nói thôi mẹ con nghỉ đúng người, có lẽ mẹ con không đi đến bữa nấy là 200 là tự về là vỡ đậu ta. Rồi hãy chứ mà Mạnh thấy chiêu bữa nấy được rồi sợ mãi được. Là tụi mãi là tụi nữa là ở hai mẹ con ăn 40 nghìn sáng mãi là thở ở khách sạn hãy 80 nghìn. Mà đứng nói đến giờ phụt nấy mà không biết 80 nghìn nhà khách sạn không biết ai trả cho. Mẹ con chuộng câu tháng là lại chứng minh để mà lại trên mạng về rồi là cái cấu này chị tiên phong có cái người nữa trả cho rồi. Mà mẹ con rồi là cứ khoác tay nhau nữa không biết ai trả cho mẹ nhìn để ta máy hình khí nó cứ nói máy hình rồi là lứa có mấy chục bạc nữa. Đây là đấy là chuyến đi Vinh đầu tiên của chị đúng không ạ? Chuyến đi Vĩnh đâu thì là cho con đi học. Thông qua chương trình này thì nếu ai đó đã là người mà giúp đỡ cho Mạnh và mẹ trả tiền phòng của năm đó thì chúng tôi cũng xin được gửi lời tri ân, cảm ơn một tấm lòng rất là thơm thảo cho một tài năng mà sau này đã đóng góp được rất nhiều cho Tổ quốc. Và đến đây thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghe được một cái câu chuyện mà bố mẹ đã hy sinh tất cả những gì có thể để cho con mình. Các cụ ta hay nói là con trâu là đầu cơ nghiệp, nhưng các bạn có tin không là chỉ vì một đôi giày của người con thôi, bố mẹ sẵn sàng hy sinh đầu cơ nghiệp. Chúng ta hãy ra và cùng nghe câu chuyện về con trâu, một câu chuyện rất là hay. Để mà nói bố mẹ hy sinh cho mình thì chắc là mình kể không hết. Ngày xưa em chuẩn bị đá 17 thì em có xin điền về nhà em xin một đôi giày hàng hiệu để mình đá. Thì bố mẹ khi đó không biết, không trong nhà không có tiền nữa, nhưng mà vẫn bán một con trâu trong nhà ấy để cho em tiền một đôi giày và lấy một cái số tiền cho em và là cái số tiền còn lại thì mua một con trâu nhỏ hơn. Cái năm được 2017 nữa là sông Lam là đi thấy là được vô địch nữa. Mạnh mới điền về là mẹ ơi,
Này rằng con nói mẹ cho con tiền con mua dây. Này rồi tiền mày con này đôi dây 4 triệu. Nói vô rồi đôi dây 4 triệu thì rồi tám ăn rằng con. Rồi đẩy mày đi mượn cái đó. Rồi là đi rồi là chạy là chạy đi mượn tiền phải 4 triệu. Rồi là về bán một con trâu lợn là được 8 triệu. Thì rồi là nói với bố mày này, bố thôi con ăn xin 4 triệu chứ mới cho ăn 5 triệu. Để cho thầy con thêm 1 triệu nữa thì con ăn thịt ăn chứ đợi ăn mua. Mua con 3 triệu nhỏ nhỏ cốc cọc rồi rồi là chị cứ dám nhân gian rồi. Dám mày cho đợi như cái nguồn của hắn đứng ở đây. Vâng, chị có thấy đấy là một cái quyết định nó có một cái gì đấy nó không đúng với cái điều kiện của gia đình không ạ? Khi là cứ người là nọ người chị mà chú Hải là cứ người lại con ăn xin cái gì là phải cho cái này. Chứ mình không có thể chọi được vì con là đi vô con đường bông đá rồi là đuôi dây là cái chết à, cho nên là anh phải dây động giá tài sản của anh chạy chị của con cháu nữa. Người nhìn của rửa là đứng có con cháu nó vậy ta bạn ấy để ta cho con ăn mua con đá. Rất tuyệt vời à. Và có lẽ là chúng ta cũng phải cảm ơn cả những con trâu nữa đúng không ạ? Vì con trâu mà đã cho Mạnh một đôi giày mà chính đôi giày đấy Mạnh đã có cái bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp. Một cái bước tiến rất là đáng để nói. Khi mình 17 tuổi thì em đã vô địch 17 về thì nhận tiền thưởng của câu lạc bộ thưởng và về cho bố mẹ 38 triệu. Đó là khoản tiền đầu tiên mà em cho bố mẹ. Mình nghĩ là bắt đầu bây giờ cố gắng tập thật tốt hơn nữa rồi ngay được mình được đốn lên các U cao hơn. À, để mình đã vô địch các giải về bố mẹ thêm tiền để bố mẹ tích góp rồi là xây nhà. Bắt đầu từ 17 là em bắt đầu có suy nghĩ đấy. Thưa quý vị, là bất cứ một người mẹ nào thì cũng chắc chắn là hy sinh cho con mình, nhưng hy sinh giống như chị Hà mà hy sinh cho Mạnh, thực sự đấy là một cái tình cảm rất lớn lao. Đến bây giờ thì chúng ta biết là Mạnh đã là một tài năng rồi, nhưng vào cái thời điểm đấy thì chúng ta rất là khó, đúng không ạ? Chúng ta phải đưa ra một cái bước tính là con trâu chúng ta có thể đưa vào ngân hàng và có thể trả tiền đi học đại học cho em mấy năm, nhưng mà cuối cùng nó đã biến thành một đôi giày. Gà nuôi ở đây thật đấy, nhưng bán để có thể lấy tiền để cung cấp cho Mạnh, và chỉ khi Mạnh về thôi thì mới được ăn. Được đi ăn những miếng ngon mình cũng nhờ bố mẹ nhé. Tại vì bố mẹ nha thật sự là không có tiền nhiều khi để mua thức ăn. Nuôi được con gà thì bán đi mất. Rồi là thỉnh thoảng bị giảm làm một con gà một bữa để mang ăn. Trong đầu thì lúc nào mình cũng nghĩ là cố gắng để giúp đỡ bố mẹ đỡ vất vả hơn. Thực ra thì khi mà nói chuyện với Mạnh tôi khá bất ngờ khi biết rằng là năm 2015 thì nhà Mạnh đã vay ngân hàng, tức là phải chịu lãi để làm một căn nhà mà tôi tin chắc rằng làm nông, kể cả làm như anh chị rất là vất vả, rất khó để có thể trả hết được. Và chắc chắn là cái mối nợ đấy nó canh cánh trong lòng mình. Khi nợ là chưa có tiền trả nợ là cứ ngân hàng người ta đến tiền lại là bộ mẹ ông đã phải lo rồi. Cùng vì chọn trước cách đó vài ba bữa rồi đến ngay là để mà đi nạp. Đến gốc bộ mẹ ông phải chưa có cùng phải đi vé đi mượn chầu khác để về mà trả cho đúng thời hạn. Cho nên là bất kỳ mòn một cậy chứ không phải lo được. Năm 2015 thì bộ mẹ xây nhà và vậy. Mượn của ngân hàng để 300 triệu, hơn 300 triệu để xây nhà. Thì khi được giải bắt đầu vào bán kết thì em nghĩ là chắc chắn nó có tiền thưởng để mình về mình trả cho bố mẹ. Trong đầu mình chỉ nghĩ là về trả hết cái số tiền đấy, vừa gốc mà lẫn lên tiền lãi, thì để cho bố mẹ vui và xây lại, xây thêm cho bố mẹ một cái nhà ngắn để nấu ăn. Con anh được trưởng thành rồi thì việc con anh trả cho chị nợ là phận khởi rồi. Rồi khi nó tự nhiên là chơi ảnh với chơi là sọng lại. Sọng lại đó. Mày đang mơ thằng mày anh phát triển được chứ không là chạy trộm. Chúng mày hay mắc. Đội viên nông thôn vài trăm triệu bạc là rất khó. Lo lắng đến héo hon luôn đấy nhỉ. Héo hon khó. Thế rồi từ khi mày anh được cái đưa là nói thật có cả chỗ cho chị cũng tư tưởng anh thoải mái. Thế rồi là chị nó bị lên con á. Tuy là nhà làm vất vả chứ mà mẹ nó thoải mái tư tưởng, cho nên là bộ mẹ đều khỏe cả. Ngủ có ngon hơn không ạ? Ngủ ngon hơn. Và dám chi nhiều tiền hơn cho những bữa ăn không ạ? Cũng có chi, giảm chi nhiều hơn rồi. Là vì để con nó yên tâm. Và có một điều rất là quan trọng các bạn ạ. Khi mà Mạnh trả hết nợ cho gia đình
thì bố mẹ cảm thấy phấn chấn hơn, thoải mái hơn, bữa cơm cũng có nhiều chất đạm hơn, đúng không ạ? Có ít chất tanh chạy quanh cơ thể cho nó khỏe. Nhưng điều cực kỳ quan trọng nữa là Mạnh lại còn xây thêm một cái căn nhà nữa để cho bố mẹ làm chỗ nấu ăn. Đó, các bạn thấy không? Bóng đá rất là hay. Và để nói thêm về cái sự vất vả của anh chị thì ở bên này chúng ta thấy có một cái xe công nông. Con xe này là mua 2015 chứ luôn. Làm nhà chóng là vậy thêm ngân hàng được. Là mua con xe này để mà đi dập mà khấy nợ cực kiệm, người kiệm tiền về để mà trả tiền lại thế. Chứ không chứa người là trả được tiền gốc mà. Ở đằng sau các bạn đây là một cái căn nhà rất là khang trang, được xây dựng, nhưng ở trước lại là một cái công nông. Ở đây có một cái bánh lồng, cái này gọi là bánh lồng đúng không ạ? Bánh lồng này để đi bừa. Tức là chúng ta nhìn thấy là đây là một cái xe rất là đa năng, khi cần có thể chở củi đúng không ạ? Chở đồ. Và khi mùa màng đến thì có thể đi cày đi bừa. Khi năm lập nắm là ở nhà là đi cái công nông đấy nè. Vâng. Đứng nhỏ thập thập bê bẹ đấy nhưng mà lại giỏi lắm. Vâng. Đôi lúc lào đi lâu giỏi đấy mỏi đó là lào lèo lên trên đấy lào ngồi. Vâng. Ngồi trên cho đỡ mỏi chân. Vâng, rất hay. Thực sự thì có lẽ là cái xe này và đôi bàn tay này là người mà chở cả tương lai của ba người con, đúng không ạ? Đấy là một điều rất là tuyệt vời. Nhiều khi có những đêm em nằm nằm ngủ mà nghĩ thương bố mẹ em khóc. Em là con người sống nặng với gia đình thì mình đi đâu làm gì cũng nhớ gia đình hết. Thì được bao nhiêu số tiền đó là mình không mình thì được nuôi ăn học ở đấy rồi, tài chính câu lạc bộ rồi. Ăn ngay ba bữa đầy đủ rồi nên là mình không phải lo gì hết nữa. Thì mình được số tiền nào là mình gửi về cho bố mẹ hết. Vì mình cảm thấy bố mẹ rất vất vả. Vì tại từ nhỏ là em đã được cùng bố mẹ đi đi cày ruộng hay là đi bốc những con tập lô để đi chở cho họ. Thì em được cùng bố mẹ nên là em hiểu được cảm giác bố mẹ vất vả như thế nào. Theo em thì cuộc đời này chắc em chắc giờ em nói chắc chắc không được, chắc nói chắc khóc. Có một cái mà tôi luôn luôn chú ý khi mà đến thăm tất cả các nhà cầu thủ thì ảnh gia đình bao giờ cũng được đặt cao nhất. Và đây nó lại là một hình ảnh mang tính biểu tượng nữa, là trên đời này không có một cái gì đáng trân trọng và đáng được đặt cao nhất như là tình cảm gia đình. Và đây chúng ta nhìn thấy có rất là nhiều ảnh đây. Ôi, ảnh ngày xưa Mạnh hơi bị đẹp trai. Đó, con bà cả đó. Đây. Đây là đều là con bác con chú con đấy đúng không? Con bà cả thì đó là chủ đó. Đây là Mạnh này. Đây là đó, con bà cả ơi. Đó là cái chợ là đứng bên chợ là chú út. Vâng. Nếu các bạn nhìn thấy tất cả những cái ảnh này, chúng ta đều thấy có một cái là cái mũi của anh em nhà Mạnh là rất giống nhau. Ở bên này là chúng ta biết là có một cái ảnh của Phạm Bảo Hòa. Đây là bằng khen của Thủ tướng, đây là bằng khen của tỉnh. Trong đây có cả bức ảnh của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi rất là thích những cái ảnh như này các bạn ạ. Là có Mạnh ở đây, nhưng mà trên này là có ảnh của bố mẹ. Và tôi tin chắc rằng là Mạnh là một trong số những cầu thủ có hiếu nhất mà chúng tôi đã từng gặp, mà chúng ta đã từng biết. Và ngày hôm nay một trong những cái mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là giúp quý vị có thể hiểu thêm cái câu chuyện về chữ hiếu của Mạnh. Đây. À đây, đây là chữ Tâm. Chữ Tâm này là ở dưới chùa Gạm ở huyện Yên Thành đấy. Vâng, họ tặng gia đình nhà là mình. Là tặng cho Mạnh và gia đình. Tức là một người có tâm. Ở đây chúng ta thấy là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm còn trọng bằng ba chữ tài. Xuân Mạnh đã rất là tài năng rồi, nhưng mà thực sự là cái chữ tâm, cái tâm hướng về gia đình của Mạnh thực sự là một điều mà khiến chúng ta cực kỳ trân trọng. Nhưng mà chị có biết là trong suốt cái thời gian vừa rồi là cái quãng thời gian rất khó khăn của Mạnh không ạ? Khi Mạnh bị chấn thương. Trong cái thời gian em bị chấn thương á, đúng là rất khó khăn cho em đó. Khó khăn rất nhiều điều trong cái hoàn cảnh là đất nước của chúng ta là đứng còn đi dạy. Mà trong lúc đó em nó bị chấn thương. Vâng. Thì nhằm vô cái mục đích của mình là con đường đam mê.
Cho nên là hôm đó là vậy là bị chấn thương mẫu ở bên Singapore, vậy là ngồi chỗ đó. Là tất cả anh em ngồi ở giữa nhà này là coi chém thật đông. Nhưng mà mảnh là mình một đối nàng tới một cái chấn bỏ bột là nó ngồi đó là nó cứ nhìn lên là ngồi im thì ngồi im luôn, im lim, nọ nói một điều chi. Mẹ nhìn con mà mẹ rất cảm tưởng đúng người, nghĩ thương con, con đường đám mây của nó mà bây giờ nó phải chịu ngồi một chỗ để xem anh em đã. Thì bữa hôm đã bến rồi, rồi là thẳng rồi là mạnh phản khởi, rồi là chân đi đảo rồi chứ ông đừng nhảy ở dưới đó, đừng nhảy lên. Rồi là nói con màn ngơ ngỡ rồi đứt trở lại chạy trở. Này à, Lào nói ai con bờ nó đừng nhảy lên rồi mày. Thầy Việt Nam mình thẳng rồi là con đừng nhảy lên. Nói rồi. Ông chị kể một cái chi tiết rất là gây xúc động. Đấy là khi mà các đồng đội của mình vẫn đang chạy băng băng, vẫn đang chiến thắng ở trên sân, thì Mạnh lặng nhìn một đôi nạn. Thực ra tôi nghĩ đấy là cái nỗi đau lớn nhất của anh em cầu thủ. Nhưng còn có một nỗi đau nữa, đấy là cái sự lo lắng không biết khi nào mình trở lại. Và mình trở lại thì phong độ nó có tốt hay không, rồi mình trở lại mình có lên được đội tuyển nữa hay không. Lúc nào mà mình mà múa được qua thì về ở bên thờ đó nọ là thập hướng, bắt đầu thả cạp ra là rã rửa rạy xong xuôi là bắt đầu là em nó vào nó thập hướng đó nọ. Mà chưa múa được là về để cạp đó tắm rửa xong xuôi đi ra ngoài quán á, múa xong là bắt đầu là trước hãy là cứ cái thủ tục thập hướng ở gia đình là lúc nào mình không quên. Đến bữa rã đi là thập hướng ở nhà đấy, rồi đi lên bác, rồi lấy ở trên đây có một cái đình, rồi đi ra ngoài cầu hoa bên ngoài, xong là đi một lội thập hương như thế là em là nó đi. Cái việc hiểu nói chị, anh với chị không phải bè, mà từ mình là từ trung lương tâm của em là nó cứ từ rửa nó làm. Còn khi mà anh điền về thì hỏi bộ mẹ anh chứ, anh cơm với chị, mình của đời thoại phận khởi rồi. Thì mình nói lại con này, thì con cứ cậu gặng ở trên lo chứ bộ mẹ nhà anh hay thiệu chị con. Thì thực cảnh này như có rồi cho con vì lo mà. Chứ mà không có cái cuộc điện thoại mổ là điện về mà hình không hỏi cái cấu nó đau tiền mấy chú Hải đó. Khi mà người hỏi là cái cấu nó đau tiền đó. Bố mẹ ăn chứ, ăn cơm với chị. Luôn luôn là chị rất yên tâm luôn. Đúng là người ta nói có nắm có mươi mà cậu có một mà hư chứ chị cũng vẫn lo. Khi nữa là cũng được của chả khẩn mà hư cái chị cũng quý. Ông khâu. Nhưng mà mày đang mà được mạnh hơn con người hình có... Hắn có lương tâm, con người hiểu thẳng. Chị có thể nhìn thẳng vào camera. Hãy nhắc nhở Mạnh những gì mà chị mong muốn. Thì nhắc nhở Mạnh là trước hết là con vì giữ gìn sức khỏe. Con cứ cố gắng ấy cho tốt thì mà rằng mà đào được tư cách cho tốt là được. Con tên thì cứ kiệm nhân dân. Thì được tân mà không được. Nói về thằng Mạnh. Miễn là không nợ là được, đúng không? Còn riêng tôi thì tôi muốn đề nghị Mạnh một điều như thế này. Hãy cố gắng trở lại đội tuyển quốc gia. Và hãy cố gắng đưa bố mẹ đến xem một trận chung kết. Và anh rất mong muốn là ở nơi này sẽ có một cái ảnh em chụp cùng với bố mẹ, anh chị em nhà mình bên cạnh chiếc cúp vô địch. Và anh nghĩ là đây là phần quà ý nghĩa tiếp theo mà em dành cho bố mẹ. Và rất là xin được cảm ơn chị vì một câu chuyện cực kỳ tuyệt vời của ngày hôm nay. Cảm ơn chú Hải thì đời khuyến rắn mình nữa là dạy bảo mình như thế là gia đình anh về trường rất cảm ơn. Dạ vâng. Chú Hải nhé. Dạ vâng. Và lời cảm ơn sâu sắc thì chúng tôi luôn dành cho tất cả quý vị và các bạn, những người luôn luôn đồng hành cùng với series Thăm Nhà Cầu Thủ. Chương trình Thăm Nhà Cầu Thủ được kết hợp bởi Vlog Minh Hải và Bất Động Sản.com.vn cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị quan tâm đến tài trợ hoặc là quảng bá thương hiệu thì hãy email về cho chương trình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình Thăm Nhà Cầu Thủ tiếp theo. Em nghĩ khi em làm từng đấy cũng chưa bao giờ đủ để mà được đổi đáp lại với bố mẹ. Thì chỉ mong là bố mẹ luôn mạnh khỏe. Bây giờ thì cũng đã đỡ vất vả hơn nhiều rồi. Thì chỉ mong bố mẹ làm vừa đó, làm đủ sức để làm sao cho sống khỏe, để mà luôn theo dõi em trưởng thành hơn. Nói chung được cho bố mẹ vui là mình cũng hạnh phúc.